Góc vườn âm nhạc. Ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ, nhạc phẩm The Last Waltz, điệu vals cuối cùng, tính đến nay đã có nhiều phiên bản ghi âm trong 12 thứ tiếng, kể cả 3 lời khác nhau trong tiếng Việt. Tuy đã có nhiều bài viết về giai điệu này, nhưng dường như chưa có ngòi bút phê bình nào đề cập đến hoàn cảnh sáng tác của bài nhạc The Last Waltz, điệu vals cuối cùng. Đây là dịp để cho góc vườn âm nhạc RFI trở lại với chủ đề này. Kia trong trời mang mùa mưa đến bên ta rồi. Từng cơn sầu hắt hiu nhẹ lời. Trời mưa chiều nay buồn rơi khắp nơi xa vời. Giọt mưa từ đâu làm mắt em lệ rơi. Mùa mưa ôi thấy sao buồn tênh. Mưa rơi muôn nơi chỉ thế thôi. Lá cây lặng buông bên đường, rồi nước cuốn mất theo cùng thời gian. Được phát hành lần đầu tiên vào năm 1967, điệu vals cuối cùng là một trong những bài nhạc ăn khách nhất của ca sĩ người Anh gốc Ấn Engelbert. Riêng trên thị trường Anh Quốc, bài hát này đã lập kỷ lục với gần 1,5 triệu đĩa nhựa bán chạy trong vòng 2 tháng. Tại các vũ trường hay các câu lạc bộ khiêu vũ, điệu vals cuối cùng cũng thường được chọn là bài hát kết thúc những đêm già vũ cuối tuần trong nhiều thập niên liền. I wonder should I go or should I stay? And it only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. I had the last waltz with you. Trong nguyên tác, bản nhạc tiếng Anh do hai nhạc sĩ Leslie Reed và Barry Mason đồng sáng tác. Cặp bài trùng này là một trong những nhóm sáng tác hàng đầu ngự trị Vương quốc Anh trong suốt những năm 1960. Từ đề bản nhạc điệu vals cuối cùng gồm cả hai nghĩa. Lần đầu tiên khi đôi tình nhân vừa gặp nhau trên một điệu nhảy bế mạc đêm già vũ. Đến khi phải chia tay nhau, họ lại được dìu nhau một lần nữa cũng trên một điệu nhảy này. Nhịp vals cuối cùng cũng là hồi kết của một chuyện tình khi yêu thương đã nhạt phai cho bao kỷ niệm trong tim để lại. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Về hoàn cảnh sáng tác, tác giả Leslie Reed từng kể lại câu chuyện về nhạc phẩm này trong quyển sách 1000 UK Number One Hits, 1000 ca khúc Anh số 1. Ông Leslie Reed cho biết, thời đệ nhị thế chiến, lúc ấy ông còn nhỏ, bố ông đi lính trong nhiều năm, lâu lâu mới có dịp về thăm nhà.
Trong gia đình, mẹ ông cùng với các bà chị thường rủ nhau đi khiêu vũ vào mỗi chiều tối thứ sáu tại nhà văn hóa địa phương. Thời bấy giờ, bản nhạc luôn kết thúc đêm giả vũ chính là điệu vals mang tựa đề I'm taking you home tonight, đêm nay anh đưa em về. Thế nhưng trong đêm giả vũ, chỉ có phụ nữ cùng nhảy cặp với nhau, vì lúc ấy hầu hết các thanh niên đều đang thi hành nghĩa vụ quân sự. Và khi Leslie nghe tiếng nhạc trỗi lên, cậu bé biết rằng đây là điệu vals cuối cùng mẹ sắp trở về để lo cho con mình bữa ăn tối. Khi ông Leslie Reed kể lại giai thoại này cho bạn của ông là nhạc sĩ Barry Mason, hai người mới tự nhủ là tại sao họ không viết một bài hát nói về điệu vals cuối cùng. Hai tác giả này chịu nhiều ảnh hưởng của Burt Bacharach lúc bấy giờ trong cách dùng hợp âm tinh tế dịu vời, giai điệu yêu đời, lung linh lấp lánh như pha lê trong ánh nắng sáng ngời. Nhưng thập niên 1960 mà viết về thời chiến không phải là điều dễ dàng, cho nên hai tác giả này mới viết một câu chuyện phổ quát hơn. Sau khi đoạt ngôi vị quán quân trên thị trường Anh, điệu vals cuối cùng đã có nhiều phiên bản phóng tác. Trong tiếng Pháp, bài này đã trở thành nhạc phẩm La Dernière Valse, từng được nhiều ca sĩ tên tuổi ghi âm lại, trong đó có Mireille Mathieu, Ginette Renaud và gần đây hơn nữa là Lisa Ono. Còn trong tiếng Việt, điệu vals cuối cùng có ít nhất 3 lời khác nhau. Bài thứ nhất do nhạc sĩ Trường Kỳ đặt lời Việt thành bài Luân Vũ Mùa Mưa, từng được ca sĩ Tuấn Dũng trình bày lần đầu tiên trước năm 1975. Và sau đó được nhiều ca sĩ ở hai ngoại ghi âm lại như Thanh Lan, Ngọc Lan hay Duy Quang. Phiên bản lời Việt thứ nhì mang tựa đề Khúc Luân Vũ Cuối Cùng qua phần ghi âm của năm ca sĩ Đông Hồ. Còn lời Việt thứ ba có tựa đề là Bài Luân Vũ Cuối Cùng của tác giả Nguyễn Hoàng Đô qua phần trình bày của nhiều ca sĩ như Quỳnh Giao, Hồng Nhiên hay Thùy Long. Những kỷ niệm thời thơ ấu tưởng chừng đã quên, nào ngờ con tim lại nhớ hoài. Trong nhạc phẩm điệu vals cuối cùng, cái tài của cặp bài trùng Leslie Reed và Barry Mason vẫn là biến một kỷ niệm cá nhân thành một câu chuyện phổ quát. Gọi là cuối cùng, nhưng điệu vals lướt mãi không ngừng trên nhịp chậm thời gian, cho dù sớm đến vội tàn, nào ngờ tình hợp rồi tan. Chiều nay chợt nghe từ xa tiếng ca êm đềm, bài luân vũ xưa chìm đắm trong cơn mộng mê. Còn ai dù nhau nhịp chân lạ lời, mất trao duyên đâu. Bài luân vũ cuối cùng nhắc ta chuyện xưa, chuyện ngày xưa đó có em và tôi. Cô đơn như chim kia dã rời cánh bay. Yêu thương không bao giờ nhạt phai. Thôi còn ai dù nhau bước theo tiếng đàn. Bài luân vũ cuối làm ta nhớ.